Và các em khi mà sưu tập được 18 cái nắp chai hoàng kim này sẽ được nhận một phần quà rất là to. Đó là bộ đấu trường nắp chai siêu cấp. Đã chưa? Hãy cùng thực hiện ngay đó nào. Chào tạm biệt. Đón xem thử thách cuộc Bottle Man phát sóng tại kênh YouTube My Kingdom lúc 18h45 Chủ nhật hàng tuần từ ngày 4 tháng 4 2021. Đừng bỏ lỡ bất kỳ thử thách nào nha các bạn. Sản phẩm hiện đại của bản tại hệ thống My Kingdom và các cửa hàng đồ chơi trên toàn quốc.